đang lao đao vì fan, Triệu Lệ Dĩnh lại bị khui bằng chứng hẹn hò với Vương Nhất Bác. Những ngày qua, màn ảnh Hoa ngữ đang chấn động trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác sắp sửa tái hợp trong dự án mới. Mặc dù mới chỉ là tin đồn, nhưng sự việc này dường như đã đi quá xa, thậm chí là vượt tầm kiểm soát. Nếu như fan couple Hữu Phỉ tỏ ra vô cùng thích thú, thì fan cá nhân của hai nghệ sĩ này lại cực kỳ không đồng ý sự kết hợp này. Trên mạng xã hội, fan Triệu Lệ Dĩnh đã gây ra ồn ào vô cùng lớn. Họ viện hội của cô đều bị Sina cấm phát ngôn. Weibo phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh bị cấm ngôn trong vòng 15 ngày vì không xử lý vụ ồn ào kịp thời. Sóng này chưa qua, sóng sau lại ập đến. Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác bị thám tử mạng soi là cả hai có thể đang hẹn hò. Cả hai cùng đeo dây chuyền đôi. Trong khi Triệu Lệ Dĩnh chỉ đeo dây chuyền này đúng một lần lúc ra sân bay, thì Vương Nhất Bác lại sử dụng món phụ kiện này khá nhiều lần. Chưa dừng lại ở đó, cánh săn tin còn thu thập lịch trình công việc của Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác và nhận thấy cả hai thường xuyên có sự trùng hợp về địa điểm lẫn thời gian. Sau nghi vấn này được đưa ra, khiến fan hâm mộ cả hai nhà vốn đã không ưa nhau, nay lại thêm khó chịu. Việc cả hai đeo vòng cổ giống nhau chỉ là trùng hợp và trên thị trường cũng không khó để tìm mua. Còn về trùng lịch làm việc thì cả hai người đều là đỉnh lưu nên cùng nhau hợp tác là điều dễ hiểu. Hiện tại, thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác hẹn hò vẫn đang được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây chỉ mới là tin đồn, hai nhân vật chính vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin gì.